chào các bạn. Tớ tên là Thiên An. Hôm nay tớ 5 tuổi. Tớ rất vui khi được tham gia hoạt động này. Tớ có một chai xúc miệng. Tớ rất yêu thích. Các bạn có biết đây là chai gì không? Đây là chai xúc miệng sạch nhất mà từng có đó. Các bạn có thể xúc miệng bằng cái này. Vừa nãy mình đã đánh răng xong rồi, bây giờ mình chưa kịp xúc miệng. Bây giờ mình cần phải xúc miệng cho nó sạch hết cả con sâu ra. Các bạn hãy chú ý mình nhé. Bước đầu tiên, các bạn cần phải đổ một ít ra chén ở đây. Đổ ít thôi nhé các bạn. Đồ nhiều quá sẽ không có tác dụng đâu. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho một ít nước lá vào đây. Nhưng mà nhớ là ít thôi nha. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ xúc xúc xúc. Nhưng mà chúng ta còn phải ngậm nó thật là lâu. Chúng ta sẽ được rửa chén, nếu như mà chén bẩn, chúng ta sẽ rửa như thế này. Được rồi, và chúng ta sẽ đổ hết nước của mình ra, và chúng ta sẽ để ở đây. Chúng ta sẽ lắp của chai nước lại. Wow, tớ vừa thấy xúc miệng, thật là hay. Cảm ơn các bạn đã xem video của tớ.